Ui, ui, đỉnh cao luôn các bạn ơi. Một cái hộp mở ra 28 tháng 4 năm 2021, chiếc Samsung Galaxy mạnh mẽ nhất từ trước đến nay sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 4 sắp tới. Tin đồn này có thật sự đúng hay không? Chính Samsung cũng đã xác nhận rồi. Vậy thì nó sẽ là sản phẩm gì? Chúng ta cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab, Tuấn Ngọc đây. Quay trở lại với video ngày hôm nay, vừa mới cách đây khoảng vài tiếng thôi thì Samsung đã cho ra mắt một cái video teaser về một sự kiện sẽ xảy ra vào ngày 28 tháng 4. Chúng ta hãy cùng tạm quên đi tất cả những thứ liên quan đến tin đồn về những cái sản phẩm sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 4 đến từ sự kiện mới nhất của Apple, mà hãy tập trung vào đây. Bởi vì lâu lắm rồi mình mới thấy Samsung nổ to đến như thế về sản phẩm của mình. Nếu các bạn xem qua về những cái điện thoại bây giờ ấy thì có lẽ chỉ là chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra mình đã cầm trên tay mới là cái phiên bản Ultra, Ultra. Tiếng Việt, tiếng Anh tùy các bạn đọc nhé, đừng bắt lỗi mình. Đây là cái sản phẩm điện thoại mà nó được coi là mạnh mẽ nhất bây giờ với những con chip. Nếu mà thị trường nước ngoài là 888 này, thị trường Việt Nam sẽ là Exynos 2100. Và nếu các bạn đang tham khảo ở Di động Việt thì các bạn sẽ đều thấy rằng là mức giá của nó hiện tại đang giảm rất là sâu rồi. Samsung lúc nào cũng thế, luôn luôn ra mắt với những cái giá rất cao. Tuy nhiên sau một thời gian rất ngắn thôi thì mức giá luôn luôn tốt dành cho các bạn. Các bạn đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của Di động Việt. Điểm đặc biệt đó là nếu các bạn đến đây, các bạn còn có thêm ưu đãi, đó là giảm giá 100.000 dành cho thành viên Relab. Mình sẽ cùng với các bạn bóc tách cái video này để xem là chúng ta sẽ có cái điểm gì và liệu đây có phải chiếc Z Fold 3 hay không nhá. Đây, một đoạn video khá là ngắn, 57 giây. Đây, bỏ một cái thùng hộp, một hộp vào. Và cái hộp này là có phát sáng bên trong kiểu khối Tesseract ấy. Và mỗi khi mà đi qua những cái nơi thì mọi thứ đều cảm giác như là tất cả những cái gì chạy bằng điện đều được boost cái sức mạnh lên. Nó cũng dễ hiểu thôi, đây là cái lý do vì sao mà họ gọi đây là cái sản phẩm mà châu bò nhất, mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Các bạn thấy không? Bất kỳ cái khung hình nào, đây mình pause đoạn này, mình pause đoạn này lại này. Bất kỳ khung hình nào mà có cái cửa ấy thì đều có ánh sáng xanh. Thì đây là nó hint cho cái việc là chúng ta sẽ có một cái gì đấy mở ra. Mở ra thì là gì? Galaxy Z Fold hoặc Z Flip đúng không? Cùng xem tiếp nào. Đây. Đây. Dừng ở góc cạnh cái anh tivi, cái anh này đang xem tivi này, cái anh này đang xem tivi là các bạn cũng đều có thể thấy rằng là ở trên tivi cũng có một cái góc cạnh, góc cạnh hình chữ V các bạn nhá. Đó, góc cạnh hình chữ V này thì nó sẽ làm mình liên tưởng khá là nhiều đến Z Fold, có thể là Z Fold 3 chẳng hạn. Rồi, và tiếp tục cái hộp này đi đến nơi, hộp này vẫn phát sáng. Ui đỉnh cao luôn các bạn ơi. Một cái hộp mở ra 28 tháng 4 năm 2021. Một cái đoạn teaser rất ngắn, chỉ khoảng 57 giây thôi. Và chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là liệu rằng đây có phải là cái chiếc Galaxy Z Fold 3 hay không. Giả thuyết time. Đùa các bạn vậy thôi. Thì nếu các bạn đọc kỹ và các bạn theo dõi kỹ thông tin ở trên mạng ấy, thì có thể Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip tiếp theo sẽ được ra mắt vào thời điểm này. Tuy nhiên cá nhân mình lại không cho là như vậy. Bởi vì theo những thông tin gần đây nhất thì những sản phẩm điện thoại này sẽ được ra mắt vào cuối tháng 6 chứ không phải là thời điểm này. Đây không phải là thông lệ mà Samsung sẽ dành cho các bạn, bởi vì các bạn biết sao? Năm nay thì Samsung mới ra mắt chiếc điện thoại này, Samsung Galaxy S21 Ultra ở đầu năm nay thôi. Có nghĩa là không dại gì mà họ lại tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm điện thoại tiếp theo vào sau đó chỉ cách khoảng 3 tháng làm gì cả. Điều này mình nghĩ là hoàn toàn sẽ không xảy ra. Và một khi mà những sản phẩm điện thoại Samsung đã bị leak thông tin ra ấy, thì rất khó để cho chúng có thể lệch đi đâu được. Ở thời điểm hiện tại, năm 2020 và năm 2021 rồi, rất khó có chiếc điện thoại nào mà nó bị lệch đi so với tin leak cả. Đấy là lý do vì sao mà rất nhiều những leakers càng ngày càng có được cái sự uy tín ở trên mạng. Có những ông đưa ra thông tin 100% đúng, có những ông 90% đúng, có những ông 90-mấy% đúng. Nó việc rất bình thường. Đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng các bạn tin vào tin leaks nhiều hơn là những thông tin mà nhà sản xuất sẽ đưa ra cho các bạn. Các bạn nhớ không? Bài học vẫn còn đó. Xiaomi nói rằng là họ sẽ có những cái phiên bản cắt giảm để bảo vệ môi trường, nhưng cuối cùng họ vẫn bán ra những cái củ sạc kèm theo mà thôi. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng tin leak nó còn chuẩn hơn là tin chính thống. Và quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 đi, thì chúng ta đã có hầu hết những cái thông tin leak ra về nó rồi. Đây sẽ là mẫu điện thoại mà chúng ta sẽ có màn hình tấm nền LTPO có thể gập được. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái kích cỡ rất là lớn thay vì 7,6 inch giống chiếc Z Fold 2. Tuy nhiên là cái viền bezel của chúng ta sẽ được làm nhỏ đi, có nghĩa là cái phần diện tích ở phía trước mình tin rằng
nó cũng sẽ được làm tối ưu hơn để cho các bạn có một cái nhìn tốt hơn với dòng điện thoại này. Chúng ta sẽ có viên pin của chiếc Z Fold 3 sẽ là 4380 mAh, nhỏ hơn một chút so với chiếc Z Fold 2. Và nói chung ở đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có quá là nhiều thông tin. Tuy nhiên rằng chiếc Z Fold 3 mình tin rằng vẫn sẽ là một trong lựa chọn hàng đầu dành cho những doanh nhân, để cho những người thành đạt muốn có một sản phẩm điện thoại thật sự xịn sò. Tuy nhiên nó không liên quan gì đến cái sự kiện sẽ ra mắt một sản phẩm Galaxy mạnh nhất từ trước đến nay vào ngày 28 tháng 4 sắp tới, mà đây sẽ là sản phẩm gì. Đây sẽ là một chiếc Samsung Galaxy Book, một trong những sản phẩm mới nhất của Samsung. Nó nằm ở cái phần laptop của họ chứ không phải là phần điện thoại. Thì các bạn thấy không, những cái phần mà có cánh cửa mở ra hoặc là bản thân cái hộp có cái ánh sáng phát ra, các bạn đều có thể thấy rằng đó là những cái phần rất là to, nó không nhỏ như những sản phẩm điện thoại. Cá nhân mình suy đoán ấy, nếu mà họ muốn làm một sản phẩm điện thoại nào đó thì có lẽ là cái hộp để nó sẽ phải nhỏ hơn. Nhưng đây các bạn thấy không, cái thùng các tông mà làm ở trong cái phần teaser nó khá là to. Và mình nghĩ rằng nếu để mà có một cái sản phẩm công nghệ nó ảnh hưởng được nhiều đến đời sống, đến mức mà họ đã làm quá lên, là bất kỳ cái địa điểm nào mà sản phẩm công nghệ này đi qua, nó sẽ boost lên một chút về hiệu năng của tất cả những cái sản phẩm công nghệ, cũng như là tất cả những cái sản phẩm điện máy ở cái vùng đó. Các bạn thấy không, có lúc thì cái máy sấy tóc bùng lên, có lúc thì những cái máy xay nó cũng bùng lên, và có lúc thì rất là nhiều cái sản phẩm công nghệ nó kiểu được tăng về cái điện năng ấy. Thì mình nghĩ rằng đây nó giống hơn là một chiếc laptop chứ không phải là một chiếc điện thoại. Thì với chiếc Galaxy Book mới này, đây sẽ là một mẫu laptop có con chip Intel thế hệ thứ 11 là Tiger Lake. Và đó cũng là lý do vì sao mà họ tự nhận đây sẽ là cái sản phẩm mạnh mẽ nhất. Bởi vì là nếu mà so với điện thoại thì rõ ràng là nó phải ngon hơn cái con chip Exynos 2100 rồi. Và thêm vào đó nữa thì mình tin rằng đây cũng là một trong những cái bài marketing đến từ Intel. Năm nay các bạn biết rằng là họ đã yếu thế hơn rất là nhiều so với M1 đến từ Apple, cũng như là cái đội hình chip rất mới đến từ AMD Ryzen. Và đó là lý do vì sao mà họ đang cố gắng lấy lại cái vị thế của mình thông qua những cái câu gọi là nổ đấy. Thì đó là những cái giả thuyết của mình. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ không có những chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 hay là thế hệ Z Flip tiếp theo, mà chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 7 cơ. Thứ hai, đây sẽ không phải là một sản phẩm điện thoại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đến từ Samsung vào ngày 28 tháng 4 sắp tới, mà đây sẽ là chiếc Samsung Galaxy Book, cũng là Galaxy nhưng không phải là điện thoại. Và đó là cái cách mà mình nghĩ rằng Samsung họ đang cố gắng trick chúng ta một chút, chứ không liên quan gì đến việc là họ muốn ra mắt điện thoại đâu. Và đó là tất cả những cái thông tin, cũng như là tất cả những cái phần reaction mình muốn đưa cho các bạn trong video ngày hôm nay. Những cái sản phẩm điện thoại sẽ được bán ra, ví dụ như là Z Fold 3 trong thời gian sắp tới thì ở Riêng Việt cũng sẽ có bán. Và nếu các bạn nào đang quan tâm đến những sản phẩm điện thoại còn mới nguyên như thế này, Galaxy S21 Ultra, thì có thể truy cập vào đây để tham khảo thêm thông tin, cũng như là nhận về cho mình cái phần quà giảm giá 100.000 nếu làm thành viên Relab. Mình đã nói rồi, mới ra mắt con này vào tháng 1, tập trung định hướng đến người dùng là doanh nhân thành đạt, thì chả có lý do gì bây giờ họ lại ra Z Fold 3 cả. Vậy còn các bạn thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ là ngày 28 tháng 4 sắp tới thì họ sẽ ra mắt những sản phẩm gì? Đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Nếu thấy hay hãy bấm like, bấm subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.